Dạ. Giờ mày đặt tên con chó là Lulu nha. Bảo. Tiên Bảo là tên của chuột mà. Giờ mày đặt tên con chó là Lulu được không? Nha. Không chịu. Không chịu hả? Vậy chứ con đặt tên gì? Tiên Bảo. Tiên Bảo. Tiên Bảo là tên của con mà. Con giờ con mẹ đặt con chó tên Lulu chịu không? Hai con bò sữa nha. Tiên Bảo. Tiên Bảo là tên của chuột á. Bây giờ mày đặt tên con chó là Lulu nha. Nha. Chịu đi. Chịu đi, mời mày cho ẩm nữa con. Ẩm chịu. Ẩm chịu luôn á hả? Vậy chứ con đặt con chó tên gì đó mày nghe coi. Thiên Bảo. Thiên Bảo. Con Thiên Bảo thì con chó tên Thiên Bảo luôn hả? Thôi đặt con chó tên Lulu đi. Lulu ơi. Lulu nha. Lulu chịu không? Lulu nha. Thôi đặt em tên Lulu đi. Lulu. Mi ba. Lulu. Mi ba. Mi Lu nha. Mi Lu. Ừ. Con đặt tên gì? Em Bảo. Nữa. Thôi làm biết định rồi, đặt tên Milu. Mem 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 mem. Mem mem mem. Mem 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 mem. Mem mem mem. Mem 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 mem. 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 Còn anh ba chuột tên là Thiên Bảo nha. Rồi đó, chịu rồi ha. Dạ đi. Dạ chịu. Dạ chịu. Giỏi.